ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu. Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em. Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tên. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tên. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Tình yêu đó em chỉ trao cho riêng người thôi. Chỉ trao cho riêng người thôi. Mãi yêu em thôi người có biết. Anh luôn mong chúng ta không rời xa nữa. Có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện, ta
duyên bền lâu. Tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi tơ duyên bền lâu. Thêm đẹp xinh màu áo, mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền.
tình yêu hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mãi với em và anh, để mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Thank you.
vui, niềm hạnh phúc mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Qua một thời gian tìm hiểu thì cứ vẻ thân Thái đã đem lòng yêu thương Thái Huyền, và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó của hai bạn. Và thay mặt những người làm chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của Thái Huyền và Thương Thái tại gia đình họ nhà gái chính thức được bắt đầu. Xin mời những tràng vỗ tay của quý vị. À vâng, những tràng vỗ tay của quý vị thay cho những tình cảm và những màn pháo hoa pháo giấy vô cùng đẹp và lộng lẫy để chúc mừng trong ngày vui hạnh phúc của hai bạn hôm nay. Tay nhau và cúi chào để cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị quan khách đã có mặt trong ngày vui hạnh phúc của hai bạn hôm nay. Xin mời hai bạn cùng cúi chào ạ. Vâng, xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. À vâng, kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin được chuyển lời của gia đình cũng như cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng mời chầu, mời nước, mời bánh kẹo giao duyên để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Và thật đúng là chầu này thì ăn thật là say, dù mặn dù nhạt, dù cay dù nồng, dù cho quý vị anh chị và các bạn ai trên đời vợ thành chồng mà ăn một miếng kẹo lòng tương tư, mà cầm lược thì nhớ tới gương, cầm khăn nhớ nón, nằm giường nhớ nhau. Và hè qua thì thu lại đến rồi, chúc cho hai bạn trọn đời từ đây. Mà Khánh Huyền là hoa nở trên cành, còn Thương Thái là bướm lượn vòng quanh hoa. Hôm nay hai bạn chung một nhà, chẳng khác nào ong bướm đã cặn kè bên nhau. Vâng, kính thưa quý vị, chỉ vì cái sợi chỉ hồng cho nên em mới quên anh tháng ngày. Mà em say thì anh cũng say, bên ấy chưa vợ, bên đây chưa chồng. Mà chỉ vì cái sợi chỉ hồng cho nên hai đứa phải lòng với nhau. Thế là họ đã yêu nhau. Họ yêu nhau qua bao mùa lúa chín, qua bao đồ trăng tròn. Và dường như tình yêu của họ đẹp như mùa xuân chớm nở. Và để rồi cho mùa xuân năm ấy, họ đã trở thành trái chín ngọt ngào. Và để rồi mùa xuân năm nay đây, xuân Đinh Dậu 2017, họ cùng cầm tay nhau và dắt tay nhau vào phòng cưới. Vâng, kính thưa quý vị, và các cụ xưa ta thường nói, yêu và được yêu đó chính là niềm vui và cuộc sống, và thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng để chúng ta tiếp tục nòi giống của tiên rồng. Và trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ cũng như hai bên gia đình hôm nay, có sự hiện diện, xuất hiện, chứng kiến của tất cả quý vị quan khách, và đặc biệt là đại biểu đại diện cho hai bên gia đình. Và để mở đầu cho chương trình phát biểu hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn của gia đình nhà trai lên có đôi lời phát biểu xin dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Dạ, xin kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, các bạn nam nữ gần xa. Hôm nay là qua sự tìm hiểu của hai cháu, cũng được sự dạy bảo và cha đã là ban cho các cháu một cái kỹ tích rất là quan trọng trong cuộc đời, được sự nhất trí của chính quyền đôi bên. Hôm nay là hai họ chúng tôi, là họ cha chúng tôi, là có một cây trầu xuống xin nhà họ nhà gái dâu. Không biết nói gì hơn, chúng tôi cũng biết đến ngày hôm nay là ngày kết quả của sự việc, thì cũng xin hết sức cảm ơn họ nhà gái đã chuẩn bị thịnh tình, chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp chúng tôi và cho phép chúng tôi được đón cô dâu và họ nhà trai chúng tôi. Vậy một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn, và chúng tôi cũng xin chúc hội hôn là luôn khỏe, vui khỏe. Xin cảm ơn. À vâng, xin cảm ơn ý kiến phát biểu là xin dâu của vị trưởng đoàn gia đình nhà trai. À vâng, kính thưa quý vị, ông bà ta xưa thường nói, yêu thì cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi. Mà mổ gà thì nhớ bảy phần cháu Thái cái đùi, còn mổ lợn thì nhớ bảy phần cháu Huyền cái đuôi cái móng giò. Qua sông thì phải bị đò, muốn cho hạnh phúc thì phải nghe lời mẹ cha. Mà trai vui thì gái cũng phải mừng, hôm nay hai họ tưng bừng nở hoa. Nhà trai mới phát biểu xong, nhà gái ta cũng có đôi câu để đứng lời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn của gia đình nhà gái lên có đôi lời phát biểu cho dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các vị, kính thưa quan viên Thái bốn họ, kính thưa các bạn trẻ rất thân mến, hôm nay chúng tôi rất vui được các cháu tìm hiểu đã lâu và đã được cha xứ dâng thanh lễ tại nhà thờ xứ hôm thứ tư tuần qua. Và đến hôm nay hai gia đình cũng đã chọn ngày lành tháng tốt, và hai ngoại chúng tôi tổ chức cho các cháu về thành hôn với nhau. Do vậy tôi
cũng có lời đôi lời để cho như là động viên các cháu làm sao thương yêu nhau, đoàn kết, và cùng thời cho như là bảo ban nhau để cho hai họ chúng tôi được vui mừng. Tôi xin ý kiến. À, vâng, xin cảm ơn ý kiến phát biểu và trao dâu của vị trưởng đoàn gia đình nhà gái. Và trước khi dừng lời thì bác muốn nhắn nhủ cháu Khánh Huyền rằng là cháu về làm tròn bổn phận làm dâu, hiến dâng cho mẹ mai sau tuổi già. Hai cháu phải thay mẹ thay cha, sớm hôn hương khói ông bà tổ tiên. Hai cháu phải cùng nhau lên bến xuống thuyền, và hai cháu phải một niềm thương yêu lấy nhau. Và thế là cây đa đã dập bóng đượm tình người, mà nhà tôi nhà bác từ nay mặn nồng. Kính thưa cụ bà cụ ông, kính thưa hai họ duyên hồng nhà ta, từ nhỏ sinh trưởng cháu Huyền ra, hôm nay hai cháu được ra trưởng thành, và đó là ý đẹp lời lành để cho hai họ kết thành thông gia. À vâng, kính thưa quý vị, và trong niềm vui niềm hạnh phúc hôm nay của hai con hai cháu, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời những tình cảm của những người thân trong gia đình của cô dâu Khánh Huyền sẽ lên sân khấu để tặng những món quà vô cùng ý nghĩa và có những lời chúc mừng cho hai em trong ngày vui hôm nay. Xin mời Khánh Huyền và Thông Thái cùng đứng dậy. Bảo quê anh là quê mẹ. Anh bảo quê em là quê cha. Yêu nhau rồi, hai quê là một. Thương nhau rồi, nội ngoại như nổi ngoài như hai quê.
chờ. Yêu nhau rồi hai quê là một, thương nhau rồi cho chúng mình bên nhau, chúng mình yêu nhau cho chúng mình việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu, bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu, đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh, cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muộn nhịn đói chưa cơm, anh rất yêu em và con bà này anh xin đưa tặng hai mẹ con dâu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Thank you.
cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Thank you.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Của toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian và Ngọc để trở về bên mái ấm gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng dự buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi ba trẻ. Vâng, và kính thưa quý vị, thật đúng là lời đầu tiên cũng không biết nói gì hơn. Miếng trầu là đầu câu chuyện và miếng trầu nên duyên nhà người. Trầu này trầu tính trầu tình, trầu loan trầu vượng, trầu mình trầu ta. Trầu này tên tối hôm qua, hôm nay đám cưới đem ra mời người. Miếng trầu đến nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Và hết rồi áo tím áo xanh, để đến bây giờ nàng dâu Khánh Huyền đã cho chàng rể thông thái là chồng. À vâng, kính thưa quý vị, hôm nay bầu trời yêu thủy của chúng ta rất là đẹp. Để mừng cho các bạn sẽ được bạn đồng từ đây. Mà Huyền về với thông thái thì khác gì rồng đã gặp mây, như cá gặp nước, như cây chối cành. Cô duyên mới thì chàng rể thông thái cũng cố gắng đón nàng Khánh Huyền về như nắng ban mai. À, cô dâu Khánh Huyền sinh vào chàng rể thông thái của chúng ta rất là đẹp trai. Và để rồi bông hoa hạnh phúc hôm nay họ hái cài cho nhau. Vâng, kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2017 cũng nhằm ngày 10 tháng 9 năm Đinh Dậu, được sự nhất trí của chính quyền các cấp, được sự tác hợp của hai bên gia đình họ trai và họ gái. Và đặc biệt nhất đó chính là tình yêu thương chân thành giữa chàng rể thông thái và nàng dâu Khánh Huyền. Để rồi trong năm thì tròn lấy một ngày, và một ngày thì chỉ có một giờ mà thôi. À, vâng, và như vậy là hoa trúc đã nở rộ trên bầu trời quê hương như thường lệ. Tiếng chuông vàng đã điểm báo hiệu giờ ngọc, giờ vàng, giờ hoàng đạo của cô dâu chú rể đã đến. Vâng, và cho phép tôi những người thực hiện chương trình được sự quyền của gia đình nhà trai xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể thông thái và nàng dâu Khánh Huyền tại ô trường thương gia đình nhà trai chính thức được bắt đầu. Quý vị dành một tràng pháo tay thật đặc biệt để chúc mừng ngày công chúa cô dâu chú rể cho ngày vui trọn vẹn hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị, những tràng vỗ tay của quý vị đã đưa đôi niên của chúng ta đã đến bừng vinh quang của ngày niềm vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, và để có được như ngày vui hôm nay, nhìn họ thật là đẹp đôi. Kể từ ngày hôm nay, từ giờ phút này, họ đã chính thức nên duyên chồng vợ, cùng bước với nhau để xây dựng lâu đài hạnh phúc, cùng hướng nhiệt về nhau để chung nhịp đập con tim. Vâng, và để có những giây phút mặn nồng như hôm nay thì họ cũng thầm ước ao rằng ước gì ta được chung nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, ban ngày thì chung việc trong nhà, ban đêm chung gối chung giường chung chăn. Họ đã tìm được gốc thông xưa hẹn ước, tìm được người ngày trước hẹn hò, tìm được người chung một con đò, sông sâu biển cả hẹn hò có đôi. Với lời thề non hẹn biển, dấu nước biển ngoài kia không mặn chát thì tình đôi ta vẫn tha thiết mặn nồng. Dấu biển ngoài kia có nổi phong ba thì tình đôi ta vẫn như thuyền với lái. Vâng, và đề tiếp theo chương trình trong ngày vui trọng đại hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình họ trai và họ gái sẽ cùng tiến ra phía hội trường để có những lời chào dâu cũng như nhận dâu. Xin được trân trọng kính mời. Thật đúng là có cha sinh thì mới có ta, làm nên thời bời mẹ cha vun trồng, mà không cha nghĩa mẹ cao dày, mang nặng 10 ngày 9 tháng đẻ đau.
đời tôi lớn do đâu để được thành rể thành dâu vẹn toàn. Vâng, trong ngày vui trọng đại hôm nay thực sự thiêng liêng và ý nghĩa, thực sự dìu dắt của những đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ. Vâng, và đầu tiên ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái sẽ nên có đôi lời phát biểu chào dâu, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa hai gia đình nhà trai nhà gái, hôm nay được sự nhất trí của hai cháu tìm hiểu rất lâu và cũng được hai gia đình thống nhất, được cha xứ đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các cháu và hôn của các cháu hôm thứ tư tuần qua. Đến hôm nay thì cũng là hai gia đình thống nhất chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức cho hai cháu. Thì tôi đại diện cho gia đình nhà gái đưa cháu về làm dâu ông bà ông Bình và làm dâu trong họ. Thì trong đó tôi cũng rất mong muốn là hai cháu thương yêu nhau và đồng thời đoàn kết bảo nhau và đồng thời thương yêu nhau và chăm sóc bố mẹ và bà hàng trong gia đình nhà trai, và hai bên chúng tôi cũng có cái trách nhiệm chung để coi như là để bảo các cháu. Cuối cùng tôi cũng xin chúc, kính chúc các cụ văn viên hai ông ạ, văn viên bốn ông ạ và toàn thể anh em thanh niên thanh nữ mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái đã bớt chút thời gian bạn Ngọc để trở về với trường cưới gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay và để trao cho chúng hồi hôn chúng ta một đàn dâu thảo, dâu hiền, dâu ngoan. Và xin một tràng vỗ tay thật là nhiệt để cảm ơn vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái và cũng như quan viên của gia đình nhà gái ạ. Vâng, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe những lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái. Lời đầu tiên cũng thay mặt cho quan viên gia đình nhà gái, ông gửi lời cảm ơn chân thành tới quan viên gia đình nhà trai đã dành cho phái đoàn đại diện gia đình nhà gái một sự đón tiếp trang trọng, ân cần, chu đáo, thắm tình, thông gia. Vâng, và ông cũng có mấy lời để căn dặn chúc phúc cô dâu Khánh Huyền của chúng ta rằng: con đi lấy chồng là hai vai gánh nặng, việc nước việc nhà con phải trung hậu đảm đang, mà trai thương vợ thì hăng say công tác, gái thương chồng trung thủy giỏi giang. Xin được trân trọng cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, để đến bây giờ chúng ta cũng có thể nói rằng sông Nho Quan thì vừa trong vừa mát, mà đường Ngọc Lương thì dễ thoáng dễ đi, dễ đến dễ đi dễ gần, dễ thương dễ nhớ mới có ngày hôm nay. Mà nhà gái thì đã phát biểu xong rồi, sau đây nhà trai cũng có phải có đỡ lời dăm câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ biết nhau nhận người. Vâng, và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu nhận dâu cũng như cảm ơn, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa hội hôn. Hôm nay chúng tôi là hai gia đình chúng tôi là đã tổ chức thành công, có lẽ là 99% một cuộc hôn lễ rất là long trọng. Chúng tôi từ sông Đào Hòa Bình rồi qua cao nguyên đá Hòa Bình đã xuống tới Ninh Bình là tỉnh bạn, cũng đại diện cho miền sông nước Việt Nam đón cô dâu đẹp nhất Ninh Bình hôm nay đã về đến đây. Thế cái thành tích chúng tôi hôm nay đi ấy, là rất là tốt đẹp. Nhà nước như vậy là rất tranh thủ để san cái đường cho ta đi hàng bằng thẳng. Thế nhưng mà hơi chậm mất mấy phút, chứ nếu người ta đi chậm mấy phút thì chắc là đường là đẹp luôn rồi. Đến giờ này đã về đến hội hôn là một thành công rất là to lớn. Vậy tôi cũng xin đại diện cho họ nhà trai là xin nhận cháu làm dâu của họ chúng tôi, và cũng xin hết lòng cảm ơn cái sự quan tâm và
thình thình đã của họ nhà gái đã đưa các cháu về đến đây. Chúng tôi hết lòng cảm ơn. Xong nữa chúng tôi xin chúc đại hội hôn chúng ta hôm nay mọi người là vui khỏe, xinh xắn hơn ngày bình thường. Và cũng chúc hai cháu là luôn luôn từ nay cho đến một năm sau là luôn luôn có ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin thay mặt ban tổ chức xin được thay lời gia đình nhà trai cũng như đỡ lời cô dâu chú rể trân trọng cảm ơn những lời phát biểu tri ân của hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình. Thật đúng là mấy lời cảm tạ hồi hôn, dù cho gió bấc đường trơn hơi lầy, dù cho nắng cháy giá cây, vượt ngàn gian khó về đây với gia đình, dừng xây tổ ấm xinh xinh, thay mặt gia đình xin nói lời cảm ơn. Vâng, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe những lời phát biểu của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Những lời phát biểu của hai vị trưởng đoàn cũng là lời vàng ngọc chúc phúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Mấy lời mộc mạc đơn sơ nhưng cũng đã đủ đầy ý nghĩa để nói nên rằng hai nhà sum họp trước mai tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông, và bốn nhà sum họp nhà ta từ nay kết nghĩa thông gia đời đời. Vâng, và thay những lời những người thực hiện chương trình, chúng con xin được chúc cho tình thông gia hai nhà như một, chúc cho đôi nữ được thắm nồng, mừng cho hạnh phúc nữa đôi, mừng cho hai bạn trọn đời thủy chung. Xin được chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Năm nay đám cưới thì sang năm sinh cháu nằm chung ba người, mà trai đầu lòng thì trong ngoài đẹp đẽ, mà gái đầu lòng thì mọi nhẽ an nhàn. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, để có được như ngày hôm nay, có được những giây phút hạnh phúc trăm năm hôm nay thì nhất là ơn mẹ ơn cha công sinh công dưỡng để ta có mình, mà hai ơn bề bạn chân tình làm mai làm mối để mình có ta, ba ơn tất cả gần xa ngày vui có mặt để ta cưới mình. Vâng, và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị song thân của chú rể thông thái sẽ cùng bước lên sân khấu với những món quà thật ý nghĩa để dành tặng chúc phúc cho hai con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ôm cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra mong con lớn từng ngày, cũng có lúc hoạn nạn lúc đắng cay, vẫn chăm chút nâng niu như hoa trên cành. Hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc, lòng cha mẹ quả nỗi ước mong. Xin được trân trọng cảm ơn món quà ý nghĩa mà một người mẹ đã dành tặng chúc cho hai con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bác. Xin được trân trọng kính mời bác trở về bàn danh dự của mình, tiếp tục mời chầu mời nước và cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta tiếp tục cùng nâng những ly trà đồng, cùng mời những chiếc kẹo thơm để cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Vâng, và để cảm ơn sự diện cao quý của các cố, các cụ, các ông, các bà, các anh chị trong đã có mặt trong ngày vui trọng đại hôm nay, xin mời chàng rể và nàng dâu hãy tỏa đi từng bàn để đi mời chầu mời nước tới toàn thể hội hôn. Xin được trân trọng kính mời và xin chào kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, để vang lên bầu không khí chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc trong ngày vui trọng đại hôm nay, cũng như chào đón sự hiện cao quý của toàn thể quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng trở về quê hương Ninh Bình vừa qua một ca khúc, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Biến được mang tên Ninh Bình quê mẹ. Xin được trân trọng kính mời. Sông cùng về với biển, con sóng lang thang âu yếm vỗ vào bờ, ai có đi xa đến tận cùng trời, hàng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ ơi. Nằm với đất tóc xóa hương trần,
tắm gió biển đông, giữ trọn lòng trinh nguyên như rừng cung phương. Bởi quá thương không thể nói thành lời, em là cánh chim bay giữa bầu trời để được nhìn non nước đẹp tươi, nhìn cờ hồng bay giữa trời xanh quê liêu. Với một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị và xin mời quý vị chúng ta cùng mời trầu, mời trà, mời bánh kẹo, rau diêm. Vâng, và cũng kính thưa quý vị, thật đúng là đến đây không hát thì hò, nào ai chấm điểm mà đo rằng mình hát nên câu nghĩa câu tình, hát cho đôi bạn đẹp tình phu thê. Vâng, và để tiếp tục vang lên bầu quý chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày vui chào đại hôm nay, một lần nữa xin được chân thành kính mời quý vị chúng ta cùng mời trầu, mời nước và cùng ngửa mắt lên sân khấu để thưởng thức giọng hát của Việt Phương qua ca khúc Tự Chọn để chúc mừng ngày phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui chào đại hôm nay. Xin được chân thành kính mời để chúc mừng cho Thông Thái và cô dâu Khánh Huyền, Việt Phương xin được toàn thể các bác, các anh chị và toàn thể quý vị có mặt tại hội trường cưới gia đình họ nhà trai hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và để chúc mừng hạnh phúc cho anh chị, Việt Phương xin được toàn thể các bác, các anh chị ca khúc mang tên Về Quê. Tôi
đôi máu. Nơi bền lâu là nơi lắm sầu mà thiếu quê hương. Trôi mau nơi bền lâu là nơi lắng sâu mà thiếu quê hương. Ta về về đâu. Vâng, và xin kính chúc toàn thể các anh chị, toàn thể các bạn trẻ, thanh niên, nam nữ, cô dâu, mọi nhà gái. Vâng, đến đây thì không hát thì hòa mà ai đến được gặp bao giọng mình. Các bạn hãy trẻ dây hỏi nhà gái cùng trở lên sân khấu và gửi tặng đúng cô dâu chú rể và chú rể thông thái trong buổi trưa ngày hôm nay đi lời ca tiếng hát của mình, đã là những món quà tinh giá để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Hồi đã tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc nón quay thao xôn xao câu quan họ. Đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nghe con đó bồng bềnh. Nhớ nhau anh gọi câu mình ơi. Người ơi, trăng rồng hội quê tôi, trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt lưới. Bầy trắng soi hội đã tan rồi, người tựa bàn thuyền để nước mắt ai ướt đầm bạt áo. Mà người ơi, câu hát trao duyên rồi quán họ về, chúc xin em chờ đến hẹn lại lên, em xin em đưa một mình mà xin thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin gửi toàn thể công cụ bà tôi gì chú bác và trẻ thanh niên nam nữ gần xa gửi lời cho chú rể xin gửi tới toàn thể công cụ bà cô trẻ thanh niên nữ lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, vì thời gian và chương trình còn rất là dài nhưng vì thời gian không cho phép, ban tổ chức chúng tôi xin phép được dừng chương trình chúc mừng hạnh phúc cho chú rể thông thái và cô dâu thanh huyền trong buổi chương hôm nay tại đây. Một nữa xin cảm ơn và xin cảm ơn quý công cụ bà các anh chị các bạn trẻ rất nhiều. Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông.